Nồi trông khá là to ha. Nhưng mà đặc biệt á, là nồi còn tặng kèm thêm một cái khuôn làm bánh như thế này nữa. Trông cũng khá là hay hay đúng không mọi người? Xin chào các bạn. Hôm nay thì Nhược Nam sẽ chia sẻ với các bạn về chiếc nồi chiên không dầu Lock&Lock. Nồi trông khá là to ha. Nhưng mà đặc biệt á, là nồi còn tặng kèm thêm một cái khuôn làm bánh như thế này nữa. Trông cũng khá là hay hay đúng không mọi người? Bây giờ thì hãy cùng với Nam tìm hiểu về chiếc nồi này luôn nhé. Nồi chiên không dầu của Lock&Lock thì có dung tích tổng là 5,8 lít, hoạt động với công suất là 1800W. So với các loại nồi chiên khác mà Nam đã từng trải nghiệm qua thì chiếc nồi chiên này có dung tích cũng không lớn, nhưng mà cái vẻ ngoài của nó thì trông lại khá là cồng kềnh đúng không mọi người? Bên cạnh vẻ ngoài như vậy thì nó cũng có một chiếc lòng nồi rộng rãi 5,2 lít. Nồi cỡ này á, thì mình có thể nấu nguyên được một con gà cỡ 1,2 kg. Nên là nhà nào mà mình có tầm 4 thành viên á, thì sẽ dùng cái chiếc nồi này thoải mái luôn. Bên trong lòng nồi thì mình có một chiếc rổ chiên được trang bị các rãnh xung quanh nhằm giúp đưa không khí tiếp xúc đến các mặt của thực phẩm, giúp thức ăn chín đều hơn. Khi nấu ăn xong đồ ăn vẫn còn nóng thì mình vẫn dễ dàng lấy được đồ ăn ra bằng cách là mình sẽ nhấn và nút tháo rời rổ chiên ở đây. Chưa hết nha, là như lúc nãy Nam có chia sẻ thì chiếc nồi này có tặng kèm cho mình thêm một cái khuôn làm bánh bằng kim loại dày dặn nữa. Và dĩ nhiên rồi, có khuôn làm bánh thì mình sẽ có luôn chương trình làm bánh. Nồi chiên không dầu của Lock&Lock thì có tổng cộng là 8 chương trình nấu được cài đặt sẵn, bao gồm là khoai tây chiên, thịt, tôm, bánh, đùi gà, bít tết, cá và hâm nóng. Những chương trình này thì sẽ gợi ý mức nhiệt phù hợp với những loại nguyên liệu khác nhau, và đặc điểm này thì sẽ rất là phù hợp với những bạn nào mà mình chưa có nhiều kinh nghiệm nấu ăn. Mình hoàn toàn có thể nương theo chương trình này để nấu. Nếu như mà chất lượng thức ăn chưa có vừa ý mình thì mình hoàn toàn có thể linh hoạt để điều chỉnh nhé. Mình có thể điều chỉnh mức nhiệt từ 80 đến 200 độ C và hẹn giờ nấu tối đa là 60 phút. Nhấn giữ thôi mà nó cũng kêu nhiều như vậy, sao mà hay đa dẻ quá. Nhưng mà cũng đúng thôi, đa dẻ là đúng rồi, bởi vì chiếc nồi này nấu nướng rất là ok la nha. Rồi, để cho mọi người thấy được trải nghiệm thực tế thì hôm nay Nam sẽ nấu món bánh lăng nha mọi người. Lý do mà Nam dùng khuôn nhỏ này thay cho cái khuôn lớn bởi vì hôm bữa Nam có làm thử trong cái khuôn này nè mà nó không có chín, cho nên là phải đổi á. Cái khuôn này thì sẽ thích hợp để mình làm bánh bông lan hay là bánh mì hơn. Nam sẽ chọn chương trình bánh và điều chỉnh nhiệt độ xuống 100 độ C, hẹn giờ 30 phút nha. Đa số thì nồi chiên không dầu khi mà nấu thì sẽ có tiếng động cơ hoạt động hơi ồn như thế này nè. Ngoài ra thì màn hình hiển thị khi nấu của nó cũng to, rõ, nên nhìn từ xa xa thì mọi người cũng dễ dàng theo dõi quá trình nấu của nồi. Mà nồi này cách gì cũng ok la lắm nha cả nhà. Khi mà mình chạm tay vào thì chỉ thấy ấm ấm thôi. Đó, vậy là bánh của Nam đã chín rồi đó. Bây giờ thì mình sẽ xem thử thành quả như thế nào nhé. Không nằm ngoài dự đoán thì cái mặt trên của bánh có hơi khô hơn một xíu so với bánh hấp cách thủy, nhưng mà mặt bánh chín vàng đều, cái nào cũng giống nhau hết. Điều này thì chứng tỏ là nhiệt độ của nồi rất là đều và ổn định, cho nên là cái mặt bánh mới có thể đều màu và đẹp mắt như vậy đó. Nhưng mà chỉ là mặt trên thôi, chứ bánh bên trong vẫn mềm lắm nha. Đó, như vậy là nồi chiên không dầu có thể làm được bánh lăng nha mọi người, nhiệt luôn. Và với lượng nhiệt ổn định như vậy thì mình nghĩ là khi mà làm các loại bánh khác cũng không thành vấn đề. Và sau khi nấu bánh khoảng 30 phút thì nồi tiêu tốn khoảng nhiêu đây tiền điện nha mọi người. Sau khi mà trải nghiệm thì Nam thấy là với dung tích của nồi thì sẽ phù hợp với những gia đình nào có khoảng 4 thành viên nha. Lòng nồi thì cũng khá là to đó, nấu ăn vô tư thoải mái luôn. Và đặc biệt thì như mọi người cũng thấy rồi, nồi có tặng kèm cho mình một chiếc khuôn làm bánh dày dặn như thế này thì sẽ phù hợp với những bạn nào mà mình đang muốn thử sức làm các loại bánh khác nhau để lấy lòng rất chẳng hạn. Mình cứ thử làm bằng nồi chiên không dầu trước, nếu như mà thấy mình khéo quá đó thì mình có thể sắm thêm một cái lò nướng nữa, mình mở tiệm cũng được nha mọi người. Đó, chi tiết về giá thì Nam sẽ để ở trong phần mô tả để các bạn tiện tham khảo ha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video ngày hôm nay và đừng quên là để lại một like và một subscribe trước khi rời đi nữa nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Tạm biệt.